Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả cùng chư quý đồng đạo kính mến, liên tục chương trình chúng tôi xin trân trọng kính mời chư quý vị lắng nghe quyển Giác Mê Tâm Kệ, tức quyển tư Văn Thất Ngôn Trường Thiên, dài 846 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Đức Giáo Chủ viết tại Hòa Hảo ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão. Kệ này khởi đầu bằng câu: khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, và chấm dứt bởi câu: mong bá tánh vạn dân giải thoát. Nơi đây Đức Giáo Chủ có nói trước những tai nạn hải hùng mà chúng sanh sẽ phải trải qua trong thời hạ nguyên mạt pháp. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Ngài lại còn giảng rõ thế nào là tứ đổ tường, tứ khổ, ngũ quẩn, lục căn, lục trần, tứ diệu đề, bát chánh và bát nhẫn. Còn gì đáng coi là nhẫn nhục hỷ xả qua những câu sau đây? Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ những quà ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán. Kính mời chư quý vị cùng lắng nghe các độc giảng viên thành kính diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngọ làm lành lanh dừ. Sách thánh đạo ghi trong tam từ, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiệm lời danh, nên tật xấu che mờ thiền tâm. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hành, ta quyết cứ lòng nhắc lại tánh xưa. Mặc tình đời dèm xiêm ghét ưa, rừng kinh kể ít người hay chừ. Quá mắt mỏ bởi chân phạn, nên người đời khó kiếp cho ra. Mỏ chuông bài độc tùng o la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa ly. Dòm trước mắt thấy điều hồ mì, nên động tình bác ái dài răng. Réo những ai lợi dụng làm sằng, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khác mấy đen phủ ơi bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp vén ngút mây, trong bổn đạo tự thân phải xử. Xuống dương thế dạo trong lê, thứ thấy ba gia gặp lúc nào nùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tịnh ít người hiểu ly.
Trong ba tánh muốn nơi cao quý phải trí tâm quyền bí nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trồng yêu. Tạo làm chi những trung giới, hiếu ấy là người bốn phần phải trao. Khuyên dương trần đừng nơi cần lao, cũng ráng sửa ráng trao nền đau. Tô đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyện. Các chư Phật tử đây lửa tuyền, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa cẩn thủy tri ngư, cẩn sơn lanh trần gian tri điệu. Trong sấm vàng nếu ai không hiểu tâm kệ này, ta chỉ giải trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió sai mùa sai tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phần sự. Thấy trần thế hải còn lương lữ, muốn tu mà còn hơi chần chờ. Việc thế gian như thế cổ cờ, thắng giới thôi một hai nước nào. Ai có gạt dân nói bướng mà dương trần liệu lường chánh tà. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đàn trúng điệu hòa ban, rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm giết. Mài gươm trí cho tinh cho khiết
dứt tâm trần, kim chữ sắc không. Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim chi cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành, mà ngày nay cứ mày tranh giành danh với lợi của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng ước đời sao không tới phức cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như gà cò ăn bận cối sai. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Nhớ thuở trước quay linh Phật Tổ, phép thần thông trừ lũ ma vương. Chốn rừng tông ngồi chiều nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiểu lão suy ra đời thật tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần, khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tư khổ. Bình giới tử từ kim chi cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức ngày thất ta ca xưa ở lâu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm diệt lục căn, đừng nhiễm lục trần. Chớ sắc tình cha có hầu gần, hương với vị sắc trần nên chớ xúc pháp treo gương hiền thanh, tranh sáu đường cũng đặng về thân. Từ xưa nay dài chỉ nhiều lần, mà lấy thứ không lo chẳng nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai nghe những điều
lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đầu thơm tho nó ưa nó chịu, chúng xả hương hai lết lại gần. Lời đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền có đến, đặng ăn xài cho phải tâm tình. Ý thì phần cho cao cho quý. Sao đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tịnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sử kỷ hậu lai sử bị bắt lỗi người, phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chí người quân tử. Người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Trọng mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lỗi. Tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Ta khùng điên nói đài nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tôi mưa sớm nắng thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà ta cũng nên kính trọng mới là. Tâm từ bi sanh thề ngọc ngà, trong các báo khó bị tanh thiền. Phải xử thế chớ nên bài biện
kiện tâm thân. Việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lẫn lường trao đâu. Các công cuộc của người tánh xấu ta giữ gìn, chớ có nhiệm vào tâm bần tăng chẳng màu. Mến những kẻ biết vào đường chánh, ta dạy thế mượn lời Phật thánh nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng chừng phân định thì ta cao quý, khuyên bọn đạo lập thân nuôi chí đặng chờ ngài yết kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời cho trần hạ tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn đục thục, lo giàu nghèo lo cùng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm gọi cho sông, ngài lập hội mới mong trở lại. Chớ bần tiện khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngay đàn. Chớ vinh quá giờ chớ có màng, bởi giả tạm của đời ngoan hàng. Gắng công tu xem nhiều phép lạ của thần tiên trừ lũ hung đồ. Nào lúa là lanh nhiều tố sô, chớ ham mến mà sao lao ly. Ngài tiêu diệt từ năm bính tế đến năm nay hao hết đã nhiều. Các ngoại bang đã nhuộm máu điều, sao trần thế không toan chẳng liều. Để đến việc gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sẵn làm ăn cần thiết. Nghèo với đói từ đây sẽ biết hàng quay bằng bố
dầu rách rưới cũng mau cần kiếm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan nghi ngũ quân trong mình. Chứ tham trong ấy muốn mặc tình, ráng định tâm trừ cho nó tùy. Chớ gây gỗ là sân, hãy diệt cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chớ suy thiệt quán lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Chè phía năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt. Người tu hành phải trừ nghiệp trước, với bốn mạng mới đặng an nhàn. Tự nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nó ngày kia lao khổ. Từ đời ban cổ có ai dùng mà đăng thanh tiếng, mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bị tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mày làm. Chữ khí hùng khuyên chớ có ham, mà lao ly tâm thân trần thế. Kẻ dứt giả thường sanh ba kế, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lắm nỗi tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cài sườn. Bệnh nôn dịch thường hay ói mưa, mà dương trần chẳng chịu kiên dè. Qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt long đằng cứu dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên bá tánh vạn dân liệu lây. Khổ giới tham ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông mau núi xương tha thiết. Trần
với thế bây giờ nào biết chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xinh xoan, chừng khổ não phàn nàn căng lời truyền sấm như bài toán ơi đố ai biết đi tầm thì đặng hướng nhờ ta khuyên tu ơi vẫn cứ mãi ngờ sợ gạt chúng kiếm xu kiếm bị ngoại quốc bán hàng quá gắt nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Ta khùng điên của cái chẳng màng miệng lê thứ được câu hành cờ thế giới ngày nay gần thúc nên Phật tiên phải xuống hồng trần chừng lao sao ác thú non tầng thì Nam quốc lương dân cùng ngồi viết với xác khi trần vô thuyết ít hàng ai nói chi ta cùng chẳng màng sao biết đặng dân đừng con phụ vô hận hờ nào biết thấy bóng đèn thì quyết chung vô thảm thương thay chết heo chết khô nhìn đèn nó thấy mồ phụ vô kể khuyên trần đã mãn mùa thu đeo danh lợi như con vật ấy dòng xe các biển đông thường thấy tên giả tràn rất uống công trình khi nước rồng nhờ lúc bình minh lúc nước lớn cát kia tan ràng trần phú quý thì trần thông thả chớ còn ta cứ khổ lao hoài viết kể cơn
vàng dài ít bài, mặc lê thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật, của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng tri. Mê với tỉnh nhận ra là lý nhân, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đạo kim bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta ngày suy cũng bắt hồ thầm, nên than thở cùng trần ít tiếng. Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cùng ân, đừng có trách sao không chỉ bao. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lao, mắt trong dòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội hời ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xã tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hương nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hưởng nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu với tình biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm to ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn tham ngàn sầu, ngó vạn vật đài lầu chẳng có. Sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đằng nào. Ai biết đường hãy sớm tẩu đào,
kiếm đạo lý mà nhờ mà nhoi. Chịu cay đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời lén lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Câu phú quý ngài không màng ước, chữ Bồ Đề như còi Bá Tông. Ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được đỉnh chừng diệu hòa. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần. Hạp mùa tiết giống kia, bất luận thái mọc mầm trổ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngọn ngành, khuyên lễ thứ làm lành mà tránh. Cánh niết bàn là nơi cứu hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lắp hồi biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh ta. Ta vì dân sắc linh ngọc tòa, đàn linh khứu sân trung chiều màng. Nền đạo đức ta bài quá càng, mà dương gian còn gan danh từ. Làm cho ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc thương người ngu muội. Thấy điên khùng làm như sắc ca ngồi, chẳng
người trần thế mê si thải qua tranh giới luận đăng dành cơm ca quyến dụ người đặng kiếm bạc tiền thay chúng sanh ơi ghét ngọ ganh hiền theo chế nhạo những người tu tịnh tu không tu cũng không mời thịnh mắc tình ai trồng kính hay chê thương lê dân còn mãn say mê chẳng tu tình cho rành xương năng thấy ta lại nói cay nói đắng đắng với cái ta cùng chẳng màng chừng trần gian kiên thấy phụng hoàng xè cánh múa chào mừng Phật thanh thấy đạo lý chớ nào thấy tâm còn ấn nơi tim ốc xác phàm ai biết tri việc phải cứ làm sao mới biết ai phàm ai thánh đức lục tổ ích ai dám sanh người dốt mà nói pháp quá rành lửa làm chi cao chữ học hành biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo việc cổ tích cần chi phải thảo chuyển qua rồi kể lại làm gì nếu ai mà biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ ta yêu chung viết ra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mơ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đất đạo trần giới thấy nó hay kêu ngạo các nhà sư hãy ráng sửa mình nếu xuất khi gia ngủ giấy ráng dình tu chân chánh mới không hổ tiên cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến sao tu hoài chẳng thấy ai thành bởi chữ tu liền với chữ hành hành bất chánh người đời mới nói nhân bị tăng chúng quá ham chùa ngói nên tới khuyên khắp chốn cùng làng Phật nào ham mơ tường cốt nghi Phật vàng
mà tăng tạo hao tiền ba tánh. Việc giả dối từ đây nên lánh, bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình. Cuộc dài đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay bỏ liếp, mãi lối làm hùng hiếp người hiền, mà làm cho ngọc đế thầm phiền, muốn trừng trị trần gian thầm đi cân. Đức Phật tổ tâm ngài nhất quý kỳ tâu ngọc hoàng, để Phật giải trần nên ra kinh cơ vàng nhiều lần, mà dương thế chẳng cần xét cứ đến. Xác trần tục như cây cành khến, làm hiền hoài ác phải tiêu mòn. Đeo với bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Lũ giả dối thường hay thề thốt, nó chẳng kiêng thần thánh là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bốc cơ xước, miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài, bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cầu xe. Thấy quyền quý nó hay vừa mé, đằng bờ bưng những kẻ hung sùng. Ta thương đời nói những chuyện cùng, chẳng có vị có dung kẻ quay. Cuộc sám hối vô chùa thường thấy, làm gian lừa biết mấy nhiêu lần. Thấy dương gian lường gạt thánh thần, mà Chúa xót cho đời quân hà. Chữ tự hối nào ai có là, là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tính thành, chớ nào dùng hương đăng trà hoa. Làm trái đang tạo nhiều xa, mà bay về Tây nói những chuyện gì. Thấy chúng ma tăng
làm chuyện quái kỳ. Ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói xỏ, mà không mơ không mơ nào có biếm đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chung. Coi tâm kệ làm theo mới trung, để là khi lầm lầm bớ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật ký chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sao chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tàn. Đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thôi thắng, chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi. Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như dịch con diều dắt nhờ gàng. Phải nghĩ suy càng lẽ mới là, nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà thân khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ách hồi năm đinh sửu, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đặng thức tình trần, rằng thiên định tuồng đời sắp hàng. Trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạng, bị văn minh cám dỗ loài người. Kể từ rài cười một khóc, kẻo chúng nó về ngươi Phật thanh. Đạo quỷ vương rất nhiều chi ngắm, khuyên vương trần sớm tranh mới màu. Để ngày sau đến việc thắm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thuyền chúng nó thắng bờ,
chảy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hòa khoan. Tu mà ham cho được giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Nhớ thuở trước vua Lương Doãn đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng sau ngã tư đại thành, Phật bất cứu vì tâm còn ác. Tôi biết cách như đường biết đắc, đường đắc rành đằng vừa xe loan. Ai biết nghe thì sớm liều toan, để đến việc như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mạo chân mới kịp đạo màu. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương vừa kê. Chúng sanh thể như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ vương xuống thế. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Làm đố cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó tình cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dài dồ. Hồi thọ trước Thích Ni Ca Phật tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rúng đồng đắng ngài, nên cố quán phá đời mãi mãi. Trong bổn đạo cùng là sơ dài, ráng bền lòng cho được hiện từ. Hết khổ lao thì đến vui cười, chừng đó mới phải tình nguyện. Bọn gái mới ra đường tha thức, bỏ hết trơn nể nếp mi ông cha, khác tánh tình người cô nước ta.
nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái rắn coi rỡ sách, đứng trung thần với kẻ tiết trinh. Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian, chưa đặng ba phần. Kể từ nay tiên Phật thánh thần lo giải dỗ dương trần chẳng xiết. Đức Thượng Đế ngự đền ngọc khuyết, nhìn dương gian cũng thấy chúng sanh trao trịa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trịa tanh. Kẻ đói khó người sang hay lánh, bước lại gần chế lũ tanh hôi. Cõi ta bà ta thấy hời ôi, sầu ba tánh quá nền kiêu cách. Người tàn tật đuôi cùi đói rách, ít có ai để mắt nhìn vào. Chuộng những người dù vọng sắc màu, cầu với mở ông thầy cô bác. Thì kẻ khó như rơm như rác, ta quá rầu đài các văn minh. Mấy ai mà giữ giả sắc đinh, theo tông tổ của mình thuở trước. Đầu với tóc áo quần láng mướt, chữ lành khôn của quỷ của ma. Chớ nó không có giống người ta, mà với quỷ sanh người hung ác. Lo tập luyện những câu đờn hát, chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ. Để cái tâm lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật thanh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ khờ quay dốt ngạo cười, nào có lấy lời chi chỉ bảo. Ta thương xót lo tầng lo tàu, chẳng
cho người thượng cổ thêm phiền, rất đau xót cho nòi cho giống. Biết chừng nào được quy nhất thống khắp hoàn cầu, dân biết thương nhau. Nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân sửa. Cơm được chính ta nhờ có lừa, dân được vui nhờ lúc khai hoàng. Phật Như Lai cho phép khùng tròn, cho bốn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân hòa ta đây đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tác dầu cho đến chết cũng keo sơn, gắn chặt mới làng. Bước ra đường ăn nói thiệt thà, dầu khôn khéo cũng là giả dài. Nếu tranh đường ắt ta bị hại, thêm xa cơ lại bị xích xiềng. Vì đời nay chúng nó dùng tiền, ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai, mẹ ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thanh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày. Thuận với hòa hay ghét với rầy, cùng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt, lấy tâm thần làm chỗ mới màu. Cũng chẳng nên theo tánh gió hầu, thấy chẳng nói mà nhân mà nhương. Hãy liệu sức chớ nên nói bướng,
giàu việc chi liệu lưỡng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bổn đạo còn ai làm sai coi kệ này, mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không cần cho ba tánh dèm pha thỏa chi. Ai làm phước in ra mà thế thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn non xanh dài gió cao cày, xuống trần thế ra tay giặc chung. Tới với ta chớ đem đồ cung, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quá hương nồng, mong sanh chúng tự lòng hối ngộ. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tịnh tại ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà. Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chai bóng mơ ấy là quy tắc của kẻ khùng, chế chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời văn vật khôn ma khôn quỷ. Lo trang sức kiếm thời quê Mỹ, rồi phụ phàng tục có nước nhà. Trong tâm thì chưa chữ gian tà, chớ chẳng chưa tâm lòng bạc ái. Học chữ nghĩa cho thông cho thấy, đặng xê sang đài các xe tàu, tiếng chào mừng cửa miệng làm màu. Trong tâm ý mưu mô đồ thế, ta còn mắt phiêu lưu dương thế, dạo lục châu đằng cứu ba gia. Mặt tình ai xem kệ ngâm nga, hay sửa đổi tùy lòng hữu hì. Thương sanh chúng tỏ bài quá kỹ, hỡi dương trần nên sớm hoài đầu. Đằng sau xem Phật Pháp nhiệm màu, với báo quý đài lầu tươi tô. Xác ta vốn là người quê dốt, nên mở mang chưa được mấy
ranh. Khắp dương gian như sợi chỉ mạnh, mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dẫu cực khổ thân này chẳng nại, chẳng cần ai bái lại khấn cầu. Bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thương cầu. Gốc thở trước của tông của tổ, đâu có bài dối mì như vậy. Những sấm truyền xưa của Phật Thầy, dân ráng kiếm mà tri thì biết. Xưa để lại nhiều câu tham thiết, mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu lý bá tòng khó sanh. Chúng tự hồi chớ nên léo hâm, vì lời xưa có dặn rạch rồi. Dân chớ nên phụ bạc giống nòi, mà lao ly tâm thần vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cổ tích đi Phật với trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chất người ta ngay thẳng. Dạy bốn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp mi rốt đời. Đấng Nam Nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Ta ra sức viết câu quyền bí, chúng dân ôi ráng kiếm ráng tầm. Dòng thú kia là loài sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Việc tu hành phải vẹn nghĩa ân, kinh giới sấm chúng dân thường thấy. Chớ bát chánh rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Đức Thích Thi Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết một đầu chánh kiến. Trí linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho
lầm lạc nẻo ta. Dầu việc người hay việc ý của ta, nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội với phước xét coi nhiều bận, mới khỏi lầm tà kiến đêm vào. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cùng tướng điều trung chánh mới màu. Việc vui sai mèo mà đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục từ. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loài. Chánh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh nơi hỡi, cho hồn linh cái hoàng châu thân. Lấy chơn nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng xoan ghi tạp, tiếng luận bàn ngại ngăn tỏa tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc trao chát ấy là nguồn cội, lời xảo ngôn gió đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy con. Một chánh định thiệt là rất khó giữ tâm lòng bất kỳ đồng như như. Cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quần nguyên nghĩ phàm. Tạm với chấm còn đương nghĩa
phải sớm lọc lừa. Tứ diệu đề ai có mến ni ưa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chớ tập đề nay đã mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một khi bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thánh. Về thượng giai cõi tiên mới bành đến dĩ ca đề, trừ vật dục xương cõi hồng trần các việc mến ưa. Sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiết hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật Kitô nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Một đàn thắng nghi bắn mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm trễ thời kỳ, khó gặp đằng rồi hành luôn nghi bác nhân mới là thì muốn viết đều an ba tuế. Chữ thứ nhất nhận năng sự thế là người hiền, khó kiếm ở trên đời. Lập thân danh tuần trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhẫn giai trì tâm trong trẻo, khuyên dưỡng trần giữ phận làm đầu. Nhận hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hỷ. Nhận phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phần sướng tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm chòm cô bác mới cao, nhận tâm nọ ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, nhận tánh lành yên tình dài lâu. Giữ một lòng
hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhẫn đức kể ra luôn thể, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhẫn thành báo quý hiển giang, khắp ba tánh được cầu hòa nhã. Câu đạo đức bay mùi thơm là muôn niếm, thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẹo lắm mà khô. Chúng nó xuống khuyên rằng nhiều chỗ dùng phép màu, lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cảm bậy khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngốt, mà làm cho dân chúng say mê. Nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cội gốc. Lửa cho phải kèo xưa danh đi mọc, đừng để lầm thở khéo sơn gian. Thì sao này đến lúc phong ba, giông gió lớn cột kèo khói gai, thấy sanh chung nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong quá lệ nghi. Nên ta đem đạo đức duy trì, gìn túc cổ để người chẳng rõ. Còn chăm chắc đạo màu chưa to, như rừng quang mới dọn một đường. Tớ với thầy nào quang thân lương, muôn cứu thế xa chi bùng trình. Thương quá sức nên ta bình rình, quý kế độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bổn đạo lấy lời đích xác, mà chẳng tu là bởi không ưa. Chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên
phải tạm mượn cây ngòi viết đem đạo màu như hàng cho mưa. Đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo. Nền chân lý chúng chê rằng lão, mà nào ta có lời dùng ai. Trong ba gia nhiều ít lòng chai, để giữ trọn trong nền Phật pháp. Dình giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì chí. Chờ thiên địa châu nhi phục thầy, như đời xưa có gã tự phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiệu mà an ba tánh. Đời vật chất văn minh tranh cành, chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau. Đồng lòng hiền chư Phật đấng đau, cho kinh sấm dạy răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu cội, quê nghèo bạc vàng đạo đức cùng nghèo. Ta xuống trần nhằm lúc nàng eo, nên phải bị kẻ hung khinh bì. Vì bác ai nên thân cuồng sĩ, phải chịu điều khổ hành sâu xa. Mong cho đời gặp lúc khai ca, trong bốn biển thái bình mới toàn. Phật tiên thanh lòng nhân hài, những ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền ba sự kinh, cho sanh chúng xưa mình trong sạch. Vào đội bạn khinh khi kẻ, rất là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sang đối vợ nào lầm, thánh nhân đề nhiều câu hữu.
Có mấy kẻ ăn năn xét kỹ, mãi ý tài chê bương chê càng, thì ngày sau đừng có trách than những tội lỗi của mình tao lấy. Bị háo thắng giết người không thấy, rồi mãn lo dèm xìm nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa sẽ lơi, đâu gần gũi mà tường diêu linh. Trong lục tình ai là người trí, mau thức thời tìm đạo nhiệm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quê. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt diều. Thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thay. Chữ phù dân phu quý nay mai luôn với chuyện dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại sống dư trăm, như tôi lão bành đời hạ quân hay chết tuổi xanh. Như thở trước nhang hồi còn tre, miễn cho được ngày hai cơm tẻ bồi bần hàng đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tài thế. Xử những kẻ hung hăng tội tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt hại mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng kém bùng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vàng dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.